Bây giờ là quay cảm giác của ăn và thợ đã làm xong và ăn. Ăn nó có rất là nhiều món này, nhấp cá rau sống rồi tôm. Bánh cuốn này là ngon hay không là do người tráng. Rất rất là ngon. Ngạt xưởng này, rồi nước chấm. Ôi dồi ôi, ngon. Bây giờ mời cả nhà ăn nhá. Thôi các con nó vội, không phải vội mà nó đói rồi, nó muốn ăn mà nó cũng không thích quay cho nên là không cay đúng không? Hạn chế cái đoạn này. Đổ hết rồi nhá. Okay. Ngày cuối tuần hôm nay bắt đầu là ăn bánh cuốn cả nhà ơi. Cái nguyên liệu là cái bột bánh cuốn. Mình thấy con mình nó ngâm một ngày một đêm. Ngâm để cho nó hết cái mùi cháu mình, mùi bột. Với đây là thịt thịt heo băm với mộc nhĩ xào. Xào lên rồi. Và tráng đàng hoàng một nồi hơi nhá. Tráng nồi hơi. Nhìn đĩa bánh cuốn rất là hấp dẫn. Bánh cuốn là ngoài Bắc gọi là bánh cuốn mà trong miền Nam gọi là bánh ướt ấy. Ủa thế cái này là bỏ à? Bỏ ra ngoài ăn thôi. Đấy trong số một đồ xấu đội hình nha. Ôi trời ơi. Tráng cái này thì là làm được cái sao? Sắp sẵn này thì làm được cái sao? Tráng hết cái chỗ này tầm tiếng có hết xong không? Chắc không xong được. Lâu lắm. Muốn ăn ngon thì phải trắng mỏng. Nhưng mà trắng mỏng thì rất là lâu. Bàn tay khéo léo chưa? Thấy con làm gì? Cha Mi bảo Thi gọi trứng nông ăn. Thì là mẹ lấy cho kẹo với này Thiên An, nó ăn có mấy muối đấy. Mùi này hai đứa gọi không ăn tài thật đấy. Kẹo với Thiên An ăn vài muối lấy ra đĩa. À đấy, ai thích ăn bánh ướt thì đăng ký nhá, rất là rẻ. Đấy, ở Đức cũng được ăn bánh cuốn, bánh ướt tráng bằng vải Hà Nội nhé, chứ không phải là tráng chảo nhé. Ngon chưa, ngon chưa cái này. Nó không có nhân nhạt nhẽo. Chắc nó phải có nước chấm nữa chứ hả? Hấp dẫn chưa? Mình nhớ cách đây cũng phải gần chục năm rồi. Là cái cô bạn mình quen, úi giời, cô ấy khoe cô ấy làm ngon nức nở. Ai đặt là cô ấy đòi đắt. Ví dụ cái thời đấy là có 8 euro một cân, cô ấy đòi 10 euro. Nhưng mà cái tự vỗ ngực tự xưng là mình chẳng làm ngon, nhưng có ma nó mua đâu. Chả ai ta đặt. Đấy, ngon chưa? Ngon chưa? Lấy cái này cũng rất là khó khăn, quan trọng nếu không biết rằng lấy là nó thu vào rồi nó dính vào nhau. Bánh này tráng càng mỏng càng ngon.
chuẩn chè. Cái này thì những vẫn đi rách nhỉ. Thanh toán đi nhé. Ngồi im đi Lan ơi, ngồi im. Ngồi im đừng nhúc nhích. Ô cái này Vân không không có cái chỗ mà để cho nó. Cho nó hơi dài. Im, im, nó. Hả? Không nói gì. Sao lại không có hơi ra thì nó. Đó, không được chỉ. Ok, quay thế. Tí nữa ăn là phát biểu cảm tưởng như là ăn nó như thế nào. Ngon hay không? Mẹ anh ăn rớt này. Rồi, tráng lên đâu à, ăn lên đấy cho nó nóng. Người tráng cứ tráng, người ăn cứ ăn. Và bây giờ mình, mấy bà cháu mình ăn trước nha. Cảm giác như là ăn cái bánh ướt này nó như thế nào. Cũng rất là lâu rồi mình chưa được ăn. Có ngon không con? Ngon không? Rồi bà ăn trước nha. Bà ăn trước đây Vân. Bà ăn trước đây. Bà mời mấy giống. Mời cả nhà ăn. Ngon lắm. Tráng mỏng. Mình ăn cảm giác còn ngon hơn là đi mua ấy. Hay là mình tráng xong ra đến đâu thì mình ăn đến đấy nó nóng hổi ấy, nó ngon. Còn đi mua ấy thì nó không thể được nóng như thế này nữa. Ăn rất là ngon, ngon hơn là đi mua luôn. Tuyệt vời. Mẹ mời rồi đấy nhá, không phải nhìn. Nhìn xem bao giờ mẹ ăn. Vừa quay rồi quay được nhiều. Cá tô phớ. Ngon lắm không? Mà không cần. Ngon ơi là ngon nhá. Rất là mềm mại. Mà người ta bảo bánh ướt này càng mỏng càng ngon. Dạ. Thầy hộp to đồ lồ trước mặt lấy hộp mới gì. Rồi. Rồi bác xem. Rau sống này của nhà này. Giúp cá tím ngắt, ngon ơi là ngon. Đấy. Đấy, nhân viên phục vụ ngon chưa? Cái dấp cá này của nhà ấy không, nếu mà lại mua của châu Á thì họ đánh sang toàn nhập không ra gì. Nhưng mà đây của nhà bio chất lượng cao. Con có thấy kiểu như là bà nó tanh giống mùi cá. Nhưng mà ăn được nhá. Ngon.